rẻ hơn 300.000 trên một cặp loa so với mức giá thị trường các bác nhé. Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một cấu hình loa full 30, full đơn chơi một bát 30 và một chép kèn 450. Cấu hình này cho các bác chơi karaoke gia đình, lắp phòng hát rất là chất lượng và rất hay luôn các bác nhé. Bên em thì đang áp dụng chương trình khuyến mại cho các bác là giảm 300.000 một cặp. Lưu ý cho em nhé. Nên các bác phải nhanh tay. Một cấu hình loa full 30 từ to, vật vã và chép kèn 450 xịn luôn. Em nói luôn, đây là loa dựng với mức giá tầm tiền cho các bác chơi. Các bác chơi cấu hình này là ngon luôn. Ở đây là form thùng của nó, là em sử dụng form thùng full đơn 30. Con này thùng có thùng sơn sần chống nước, gỗ rất là chắc các bác nhá. Nước sơn quá là mỹ mãn luôn. Đầy đủ ốc treo lóc và treo ngang. Tay sách hình trái tim, thông hơi ở hai bên. Em cho các bác kích thước thùng này luôn các bác nhé. Thùng này của nó kích thước cao 60, sâu 38 và ngang rơi vào tầm khoảng 36 để cắm cọc loa ở phần dưới đáy. Ở đây thì là em gắn cái logo BIF. Đây là logo mới 2022 nhà em làm các bác nhé. Thực ra các bác loa dựng các bác thích gắn tem JBL, RCF hay là Neso các thứ đều ok. Nhưng mà thực sự tem mắc nó chỉ gọi là một phần thôi các bác nhé. Quan trọng bát chép và phân tần, nội thất nó phải ngon. Ở đây sử dụng là lưới. Lưới của nó là có e căng chống bụi các bác nhé. Vải thưa. Bây giờ em sẽ đi vào vấn đề chính là giới thiệu bát chép và phân tần cho các bác xem. Đây em nói có mách sách có trứng các bác nhé. Hàng ngon thì em nói là hàng ngon. Đây thùng 12 bên này, thùng này của nó là thùng chôn gen lục giác các bác nhé. Đấy. Và năm nay cải tiến, bên em làm cái thùng này các bác nhìn này, toàn bộ là lớp ép này, dày 1/8, lưu ý là dày 1.8 cm các bác nhé. Bên trong lót toàn bộ bông mút trứng, thùng đầy đủ ke góc đầy đủ nên là tạo sự chắc chắn tuyệt đối luôn. Đây các bác nhìn này, 4.5 triệu một đôi mà sử dụng phân tần to hơn cả cái bàn tay các bác nhé. Đấy, phân tần mạch phíp, sử dụng luôn phân tần mạch phíp F15-18 Pro. Phân tần này hai bóng đèn chống cháy chép cơ ạ. 3 trở nhôm, hai cuộn đồng to, tiết diện dây lớn tải tốt. Đấy, 3 tụ lọc màu đen. Phân tần này thực ra đánh cho cả bát 40 được, nhưng đây là 30 thì sử dụng. Em khuyến mại mà, khuyến mại cho các bác nên là lắp hẳn phân tần xịn này cho các bác luôn. Đấy, về phần củ chép sử dụng củ chép 450 chính hãng của NG luôn. Con chép NG này thì các bác khỏi phải bàn về chất lượng rồi. Tép tiếng rất là hay, tiếng mượt, tiếng nảy các bác nhá. Lắp nhôm, con tép này từ 120 thì phải côn 44. Và họng phễu của nó là họng phễu bầu dục. Còn về phần củ bát, sử dụng củ bát 30 RCF, con này từ dày này. Mặt bích này 246 cái lỗ tản nhiệt tê nhẵn. Xương nhôm đúc, xương rất là cứng luôn. Con bát này cho ra công suất là 500W trở kháng 8 ohm. Các bác về hát hò, karaoke, chơi mọi dòng nhạc đánh căng cho em. Đấy, côn 76 nhện màu vàng này. Nội thất bát chép phân tần sử dụng của Trung Quốc các bác nhé, loại 1. Dưới màng chi chít sơ bông thủy tinh này. Các bác này, những dòng loa chất lượng từ dày và kẹp lỗ nó phải dày như này. 4 triệu rưỡi các bác bỏ ra là xứng đâu, đáng đồng tiền bát gạo luôn nhé. 3 gân vải tầm dầu 3 gân. Màng xếp ly lượn sóng, màng đen và lón đen. Màng năm nay làm thì nâng cấp cái bát bên em ra. Chọn cái bát, chọn củ bát là màng chống nước cho các bác luôn này. Ok chưa các bác? Bây giờ sẽ quay lại test nhạc cho các bác nhé. Nhanh tay các bác nhé, bên em thì còn số lượng rất ít, chỉ có 4 triệu rưỡi một đôi, ngon luôn. Rồi em sẽ mở to nhạc lên cho các bác nghe. Thôi em nói ngắn gọn rồi các bác nhé. Hãy nhanh tay alo về bên cửa hàng nhà em ngay lập tức. Hàng ngon như này mà các bác không bốc nhanh thì chỉ có hết thôi.
Các bạn thấy không? Bát chắc tiếng, tiếng sáng chống sâu, oánh uy lực luôn. Bình thường giá trên thị trường một đôi như này người ta bán hơn 5 triệu, 4 triệu 8 đến hơn 5 triệu. Nhưng em khuyến mại giảm 300, em bán, ví dụ thị trường bán 4 triệu 8 đi, em khuyến mại giảm, bên em giảm 300, chỉ còn 4 triệu rưỡi. Thôi nhớ, vừa rồi em test cho các bác một đoạn nhạc ngắn. Các bác quan tâm mua hàng mẫu này, điện trực tiếp cho em 5815 và 712. Đây là hai số hotline nha. Em mua hàng các bác có thể nhắn tin kết bạn qua Zalo. Nhà em giao hàng toàn quốc, bác nào gần bên em có thể gửi bến xe. Anh em thợ mà lấy số lượng cái mẫu này, bên em lúc nào cũng sẵn số lượng. Anh em thợ lấy giá tốt nhất Việt Nam, rẻ nhất các sàn thương mại điện tử cho các anh em mua hàng. Nói chung là mua xỉ 3 đôi, 5 đôi, 10 đôi thì hãy gọi điện riêng cho em các bác nhé. Hôm nay em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.